đúng thời gian. Xin chào tất cả các anh chị em. Em tên đầy đủ là Hoàng Thị Hoài, năm nay 31 tuổi. Trước khi đến với cơ hội Nuskin thì em có nhiều năm công tác tập đoàn FPT. Thì em đến với Nuskin vì là công việc cũ cho em rất là nhiều cái giá trị về tài chính cũng như là các cái kinh nghiệm trong môi trường lao động, nhưng mà lại không cho em thời gian sức khỏe. Thì em đến với Nuskin vì do một cái sản phẩm mà em dùng, em thấy rất là thích, đó là kem đánh răng AP24. Và từ kem đánh răng AP24 đó thì em đã chạm đến cơ hội này, và em rất là cảm ơn vì cơ hội này cho em được phát triển bản thân, có sức khỏe, có thời gian cho con và làm những điều mình mong muốn. Em cảm ơn ạ.